Lão nông Tri Điền Khang Audio Bình Dương xin kính chào các đồng chí, chào các bạn. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình, cũng như chia sẻ kênh của mình cho người khác biết, cũng như đăng nghiên cứu để chuẩn bị lựa chọn những sản phẩm tốt. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài, các đồng chí vui lòng liên hệ theo số máy 036 8888 479. Các đồng chí kết bạn Zalo với mình cũng theo số máy 036 8888 479. Lời đầu cho mình gửi lời tới những đồng chí đã gọi điện cũng như nhắn tin cũng như đặt hàng mà mình chưa triển khai được, thì các đồng chí cho mình một số thời gian để mình sẽ từ từ mình làm để phúc đáp tất cả mọi người. Thế còn về cái vấn đề tin nhắn thì xin thưa với các đồng chí đã mình chia sẻ nhiều rồi, mắt nó kém, nó không được tinh như các đồng chí nha, nên tin nhắn là trả lời là hơi bị chậm. Đấy, nói thế cho nó nhanh, cho nó vuông. Đấy, thế còn mình cũng có một đồng chí bạn, đồng chí bạn của mình cũng 50 rồi, đồng chí bảo nếu mà mắt mà nó kém thì chuyển sang ngửi. Thì cái này thì đúng là thật là sư phụ lại chưa dạy cái bài ngửi chữ, chứ còn ngửi cái khác thì ngửi nhiều rồi. Đấy, thì có thể là ngửi được, thế nhưng mà ngửi chữ để biết cái chữ, cái tin nhắn đấy là cái nội dung như nào thì sư phụ chưa dạy. Đấy, nên là mong các đồng chí thông cảm cho nha. Đấy, giống như kiểu một lần trước có một đồng chí chia sẻ với mình là cái biến áp cái dây đồng cái dây nhôm ấy là ngửi là biết, mình thì sư phụ không dạy cái bài đấy nên là cũng không biết được. Giới thiệu với các đồng chí chiếc âm ly hàng chất lượng cao, hàng Việt Nam chất lượng cao, high quality. Con này nghe nhạc và hát karaoke ở gia đình thì thôi khỏi với bàn, thế cho nó nhanh nhá. Đấy, 12 con than Echo huyền thoại M50195, độ nhiễu nền có thể thi thố được với âm ly của Nhật, thế cho nó nhanh. Tại sao ạ? Tại vì độ nhiễu nền của nó rất chi là thấp. Âm ly Việt Nam không phải con nào cũng có cái độ nhiễu nền như con này. Những ông nào tai thính mà phải ghé tai vào loa mới nghe thấy cái tiếng sôi của nó nha. Còn những ông nặng tai và những ông tai điếc thì không thể nghe thấy cái gì cả. Đấy, chứ còn đầy những cái âm ly mà hết bài hát nó cứ sôi mẩm. Nó đã sôi rồi xong nó lại còn ù. Con này nó chỉ có tiếng sôi chứ không có tiếng ù nha. Tiếng sôi và cái tiếng sôi là phải những ông tai thính phải ghé tai vào loa mới nghe thấy. Đấy là độ nhiễu nền đấy nha. Hai cầu AB riêng biệt. Con này nặng 12 kg. Đấy, trọng lượng nặng 12 kg, hai cầu AB riêng biệt. Thì con này đương nhiên rồi, theo mình ấy thì nó chỉ chơi được hai đôi với đường kính bát 20 cm thôi nha, chứ bát 25 là nó không chơi được. Hoặc là nếu như chơi được thế nhưng mà nó lúc nó nghỉ lúc nào thì cũng chẳng biết được. Đấy, mình tư vấn ở cái thể tức là nó chỉ khói loa chứ không được khói âm ly nha. Nếu như mình bán âm ly đấy là bao giờ cũng vậy, phải dự phòng nha. Đấy, chứ không thể coi như thế là cái con này nó chỉ chơi được loa 3 tấc để bảo loa đánh được tốt loa 4 tấc nha. Nói kiểu là không nói được nha. Đấy. Âm ly này còn nguyên bản về mạch. Tuy nhiên, các chiết áp và công tắc nha, chiết áp và công tắc thì đã được thay mới vì âm ly đã qua sử dụng rồi. Nhiều khi mà nó về nhà các đồng chí mà nó loẹt văn xoẹt ấy là nó buồn hết cái cuộc đời, đúng không? Nên ta bắt buộc là ta phải thay. Thì cái volume master và volume music bao giờ cũng vậy, cũng được trang bị chiết áp bi, mà có loại bi xịn, bi tốt nhất hiện nay nha. Đấy là bi KB của Đài Loan. Đấy, Taiwan nha. Đấy, còn tất cả là chiết áp trơn bình thường. Đấy. Quắc, cái quắc này của nó cũng vậy. Cái quắc này của nó rất chi là đẹp. Quắc này mà âm ly Arirang mà gặp cái quắc này thì cứ phải gọi cái quắc này bằng cụ tổ. Arirang là của Hàn Quốc đấy. Thế nhưng mà cái quắc Arirang, cái chân của nó mỗi một bên nó ngắn tròn này, ngắn tròn này. Nó được điều khiển bởi 3 con IC, chứ con này nó điều khiển 6 con IC. Nó dùng 6 con IC để điều khiển cái bộ quắc này nha. Đấy. Dân ta phải biết xử ta nha. Người Việt dùng hàng Việt là hợp phân lý rồi. Mời các đồng chí vào bên trong. Thì cái đặc thù của cái âm ly Fujima với lại Đa Tơn là của công ty ti điện tử Thiên Thanh Đạt. Đấy. Thì bo cứ vàng ươm như ruối. Không biết các đồng chí nào chứ mình cứ nhìn cái bo vàng này là mình sướng đi nha. Máy vàng chả có nhưng mà có cái âm ly có cái bo vàng. Đây. Đa Tơn 5000X. Đấy. Mỗi bên là 6 con, 1 2 3 4 5 6. 6 con thì ở đây nó dùng con 1047 và con 817 nha. Để chậm này để cho các đồng chí xoay cái mạch công suất để cho nó sướng. Đấy,
Đây là một bên nhá. Đây một bên. Đấy. Đây là bên thứ hai. Đây bên thứ hai đây. Bên thứ hai đây. Con này về nghe nhạc cũng hát cũng như hát karaoke thì chỉ có bổ vân củi thôi nhá. Không muốn đi làm vậy, chỉ muốn ở nhà hát. Hát không muốn rời mic. Cứ người nọ truyền mic cho người kia, cứ cho tôi một bài nha, để tôi làm một bài. Đây là cục biến áp nguồn đây. Đấy, Pro Audio. Pro thì mình có sư huynh của mình ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dịch ra là Pro là chuyên nghiệp. Đấy là cái cục biến áp nguồn này là sản xuất chuyên dùng cho âm thanh, audio là âm thanh nha. Video là hình ảnh đấy. Thì nó được nuôi bởi nguồn đối xứng 38V. Đấy. Chân nguồn đây. Bên đây nữa. Đấy. Chân của nó vẫn còn đẹp nha. Chân lấm bùn mà tôi ngỡ gót chân tiên ứ hừ đấy. Còn đây là mạch nguồn. Mạch nguồn thì dùng 4 tụ lọc nguồn. 4 tụ lọc nguồn đây, lấy tay để sờ đít nha, sờ đít tụ. Nhưng mà mình chỉ sờ đít tụ thôi chứ không sờ đít cái khác. Sờ đít cái khác là nhiều khi nó phiền lắm. Sờ đít tụ thì không sao cả. Sờ đít tụ thì có lợi nha. Là tại sao ạ? Tại vì những cái con tụ mà nó mà phồi đít lên ấy, nó phồng lên ấy mà không sờ vào để thay ấy là bán cho các đồng chí là tình cảm đi xuống ngay. Thế cho nó nhanh, đúng không? Đấy, nên là sờ đít tụ thì có lợi nhưng sờ đít đi khác nhiều khi lại có hại. Hai giờ le thì vì nó là hai kênh nha, hai kênh thế nên là nó bố trí hai con giờ le. Đấy. Thì cái âm ly này đây là hai con ổn áp 15V cấp cho mạch tiền khuếch đại. Cái hãng này kể cả cái âm ly 8 sò nó cũng được trang bị cái tỏa nhiệt nha. Chứ có rất nhiều hãng là nó bỏ qua cái tỏa nhiệt này nha. Đấy, những hãng này là nó thiết kế nói chung là kỹ lưỡng. Còn nó toàn kết nối bằng jack hết nha, kết nối bằng jack hết. Đấy. Bây giờ mời sắp sửa mời các đồng chí xoay đến cái con Echo 50195 Huyền Văn Thoại nhá. Đây. Đây mạch mặt quắc đây này, 1 2 3 4 5 6. Cái mặt quắc này nó được điều khiển bởi 6 con IC. 6 con IC. Đấy. Đây con Echo Huyền Thoại M50195 đây. Đây. Mời các đồng chí xem cái con 50195 đây. Đây này. Đây 50195 đây, đây nó đây này. Đấy, M50195 này. Con này hát thì thôi miễn bản nha. Tại vì nó là IC Huyền Thoại cơ mà. IC Huyền Thoại. Đấy. Hát rất chi là ngọt ngào và nó lại không có rú rít gì cả. Đây, đây là mặt đằng sau của nó. Fuji Madea 5000XG đây. Đấy, 400W, sản xuất năm 2012. Nha. Đấy. Đây là mặt đằng sau của mặt dưới của nó đây. Đấy. Con này mình bán rất nhiều rồi. Con này bán rất nhiều rồi nhá. Đấy, nói chung là cái con âm ly này mà nghe nhạc gia đình cũng như hát karaoke gia đình thì không phải suy nghĩ gì cả. Nói chung là có đầy cái con vang mà nó sản xuất năm 2022 mà khi hát karaoke gặp cái con âm ly này cũng vẫn cứ phải gọi con âm ly này bằng cụ tổ nha. Đấy. Vì trong quá trình mình sửa chữa hàng ngày mình sửa chữa đầy cái con vang nó sản xuất năm 2022 thế nhưng nó lại dùng con IC 0306 hoặc là 2399 đầy gọn. Mà những con 2399 thì nó có mỗi cái ưu việt đấy là nó ít ru rít thôi, thế còn độ coi như là hòa quyện ngọt ngào thì chẳng có cái tuổi gì với cái con 50195. Vì cái vương miện cái ngôi vị coi như thế là Huyền Thoại của nó là 50195 cơ mà. Đấy, thế là nhắc lại để cho các đồng chí biết là nếu như karaoke gia đình và nghe nhạc âm ly thì con này không chê được, thế cho nó nhanh. Đấy, chỉ có mỗi cái là cái con này thì nó đánh ví dụ một đôi nhá, một đôi thì nó có thể chơi được một đôi là 4 tấc. Đấy, chứ còn cái đôi mà to như cái nia ấy, to như cái mâm bề cỗ ấy thì nó không đánh được nhá. Đấy, nhưng mà 4 tấc là nó đánh được. Cái mâm bề cỗ thì phải tầm 60 nhỉ. 60. Đấy. Bây giờ thôi thì ở đây cắm điện cho các đồng chí xem cái quắc được điều khiển bởi 6 con IC. Đấy. Quắc nó điều khiển 6 con IC. Đây. Còn đây cái hãng khác nó chỉ dùng có 3 con IC điều khiển. Đấy. Đây.
cái mạch này mà chỉnh sai là tự nó dao động nhá. Đấy, cái mạch này nó mà chỉnh sai là tự ra. Đây, mình cho cái này lên phát. Đây. Đấy. Có đeo không? Úi giời. Vừa nghe vừa nhìn. Thôi xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.